10 lợi ích của hạt bơ đối với sức khỏe. Bơ là loại trái cây được yêu thích vì hương vị thơm ngon, bổ dưỡng. Trái bơ chứa nhiều axit béo cần thiết, có chất chống oxy hóa, protein, vân vân. Điều đáng nói là hạt trái bơ cũng chứa nhiều thuộc tính rất có lợi cho sức khỏe nói chung và vẻ đẹp nói riêng. Trong hạt bơ chứa nhiều chất xơ, các axit amin cần thiết giúp dự phòng bệnh lý tim mạch, đau khớp, viêm dạ dày, cải thiện các bệnh lý tim mạch. Ước tính có khoảng 70% các axit amin có trong hạt bơ. Tinh dầu hạt bơ giúp kiểm soát cholesterol, huyết áp và các biểu hiện tim mạch khác, có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn đau tim, dự phòng các nhiễm trùng ở dạ dày. Những chất xơ có trong hạt bơ làm tăng nhu động ruột, giúp nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nhờ đặc tính kháng viêm, dùng điều trị các trường hợp tiêu chảy và rối loạn dạ dày ruột thường do vi khuẩn hoặc virus. Hợp chất phenolic có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày, dự phòng loét dạ dày, dự phòng ung thư. Flavonoid trong hạt bơ có tác dụng giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư và các khối u ở loài gặm nhấm. Tuy nhiên, cần các thử nghiệm lâm sàng trên người. Ngăn chặn quá trình oxy hóa. Một lượng lớn chất chống oxy hóa có trong hạt bơ giúp sửa chữa các mô và điều trị các tế bào bởi các stress oxy hóa. Tinh dầu trái bơ thường dùng chống lão hóa da và tóc. Ngoài ra, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến tuổi tác. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Hợp chất phenolic có trong hạt bơ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, điều trị các trường hợp nhiễm virus hay dị ứng. Ngoài ra, có tác dụng kích thích cơ thể, tăng sản xuất kháng thể và tăng cường sức đề kháng. Tác dụng giảm đau, chống viêm. Các chất chống viêm có trong hạt bơ có tác dụng giảm đau, cảm giác căng cơ ở những bệnh nhân bị viêm khớp, viêm dạ dày, viêm đại tràng. Những axit béo giúp cải thiện lưu thông máu, giúp loại thải các chất độc và có tác dụng chống viêm mô tế bào, dự phòng xuất hiện các nếp nhăn. Đây là một trong những điều thú vị nhất cho việc làm đẹp ở phụ nữ, giúp dự phòng các nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa sớm. Flavonoid và chất chống oxy hóa có tác dụng giảm tác dụng của các gốc tự do gây nên, tăng sản xuất collagen và điều này giúp bạn có làn da trẻ đẹp. Tránh tóc bị khô, gầu. Ở những người có da đầu khô, thường hay bị gầu, tóc bị chẻ ngọn. Khi dùng dầu hạt bơ giúp cải thiện đáng kể, giúp bạn có mái tóc mềm mại, ống mượt và khỏe mạnh. Trong hạt bơ có chứa các chất béo tốt có tác dụng dưỡng ẩm tóc từ gốc đến ngọn, tránh những tác hại xấu do da đầu như nấm tóc, v.v. Giúp điều hòa tuyến giáp. Những chất dinh dưỡng có trong hạt bơ rất tốt cho những người bị thiểu năng giáp, có tác dụng làm tăng sản xuất hormone thyroid và tăng cường trao đổi chất, giúp dự phòng béo phì. Cung cấp năng lượng. Các chất dinh dưỡng có trong hạt bơ giúp tăng cường năng lượng về thể chất cũng như tinh thần, giúp bạn có ngày làm việc hiệu quả. Làm thế nào để tận dụng những lợi ích tuyệt vời của hạt bơ? Thay vì bạn bỏ đi, hãy phơi khô dưới ánh nắng mặt trời và bào nhỏ để có dạng bột. Sau đó có thể thêm bột này vào súp hay bất kỳ món ăn nào mà bạn cảm thấy ưa thích. Nếu muốn dùng nó vào mục đích thẩm mỹ, hãy cho thêm vào trong thành phần mặt nạ gồm sữa chua, trứng. Ngay từ bây giờ, hãy nên tận dụng những ưu điểm tuyệt vời của hạt trái bơ để tăng cường sức khỏe. Và một điều rất tuyệt vời cho chị em đó là có mái tóc mềm mại, ống mượt, làn da mặt trẻ trung. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sáu loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ khi sáu loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc
đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sát Anh, chuyên gia dinh dưỡng Tra Silet cho biết một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphane và nitrobenzocarbazole. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, chrome, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như dùng phương pháp luộc cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra Khmer Tran, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhà có bột sắn dây mà không biết bằng cách pha uống thế này để lột xác từ trong ra ngoài thì quả là uổng phí. Biết một trong ba công thức pha uống từ bột sắn dây đảm bảo 100% chị em sẽ mua cả ký về làm đẹp. Với thành phần giàu chất xơ, chứa nhiều vitamin, protein, lipid, glucid và các loại axit amin. Chính vì thế, nếu biết sử dụng bột sắn dây đúng cách sẽ giúp chị em thanh nhiệt giải độc và làm đẹp da an toàn ngay tại nhà. Tham khảo bài viết dưới đây để có 3 công thức pha uống bột sắn dây hiệu quả cho chính mình. 1. Dùng bột sắn dây pha uống sống. Nguyên liệu: 2-3 thìa bột sắn dây, 2 thìa đường trắng, 3 lát chanh tươi, 200-300ml nước lọc, cốc và thìa. Cách làm: hòa tan 3 thìa bột sắn dây, đường trắng vào 300ml nước lọc. Dùng thìa khuấy đều tay trong 3 phút,
giúp các nguyên liệu được hòa quyện vào nhau. Hoàn thành xong, bạn cho thêm vài viên đá nhỏ và 3 lát chanh tươi và hỗn hợp trên, giúp thức uống trở nên thơm ngon và đậm đà. Duy trì công thức này liên tục trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Nó sẽ giúp làn da trở nên mịn màng, săn chắc tự nhiên. 2. Pha bột sắn dây uống chín. Nguyên liệu: 2-3 thìa canh bột sắn dây, 2-3 thìa đường trắng, 3 thìa canh nước lọc, 150ml nước nóng, cốc và thìa. Cách làm: cho bột sắn dây vào cốc rồi tiến hành hòa tan với một chút nước lọc. Tiếp đó, bạn đổ 150ml nước nóng vào cốc bột sắn dây, dùng thìa khuấy đều trong 2 phút. Ta sẽ thu được một hỗn hợp dạng sệt. Với phương pháp làm đẹp này, bạn nên duy trì thường xuyên trong một thời gian ngắn để đạt được hiệu quả tối ưu. Lưu ý, trước khi uống, bạn có thể trộn thêm vài giọt nước cốt chanh hoặc nước quất tươi sẽ giúp hương vị bột sắn dây thêm hấp dẫn. 3. Kết hợp bột sắn dây để chế biến dạng sệt như nấu chè. Nguyên liệu: 3 thìa bột sắn dây, 3 thìa đường cát, 1 thìa nước cốt dừa, 150ml nước lọc, bát và thìa. Cách làm: cho bột sắn dây, đường cát vào nồi, rồi trộn đều với 100ml nước lọc. Bắt nồi lên bếp đun nóng. Sau khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, đun liu riu chừng 1 phút thì tắt bếp để nguội. Hoàn thành xong, bạn cho thêm nước cốt dừa vào nồi. Dùng thìa khuấy đều tay, giúp thức uống không bị vón cục mà hòa quyện vào nhau. Có thể nói, việc sử dụng bột sắn dây theo cách này, nó không những đơn giản mà còn giúp bạn chế biến ra một thức uống vừa tốt cho sức khỏe, lại hỗ trợ làm đẹp da. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp bột sắn dây để chế biến ra các món chè như chè đậu đen, đậu xanh, chè bưởi cũng rất tốt cho cơ thể. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những bài thuốc hiệu quả từ lá tre. Tre xanh xanh tựa bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Ngay từ xa xưa, cây tre luôn là người bạn thân thiết của dân. Ngay từ xa xưa, cây tre luôn là người bạn thân thiết của dân Việt với nhiều tác dụng như làm nhà hoặc đánh giặc ngoại xâm. Hiển nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua hiệu quả chữa bệnh cao từ cây tre. Theo các bài thuốc dân gian xưa và cả trong các sách đông y lâu đời, bộ phận được dùng làm vị thuốc quý chính là lá tre với tên gọi chuyên môn là trúc diệp. Đặc biệt, vai trò chữa bệnh của tre đã được ghi lại rất sớm trong sách Danh Y Biệt Lục, có niên đại cách nay gần 2.000 năm. Đặc điểm nổi bật của lá tre: chứa chloroplast và choline, vị ngọt nhạt, tính lạnh và hơi cay, có tác dụng thanh nhiệt, trị cảm, giải độc, chữa được nhiều bệnh như sởi, ho, xuyễn, nấc, co giật, thủy đậu, viêm, viêm bàng quang, viêm màng phổi, viêm ra máu, sốt nóng do xuất huyết, vân vân. Lá tre có tác dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả. 1. Lá tre trị mụn nhọt, chữa viêm tấy, mưng mủ và sốt nóng trong dịch sốt huyết. Liều lượng: 6g đến 10g lá khô hoặc 30g đến 60g lá tươi. Cách dùng: sắc nước lá tre dưới dạng nấu, sắc, hãm. 2. Lá tre chữa cảm sốt, miệng khô khát. Liều lượng: 30g lá tre, 12g thạch cao, 8g mạch môn, 7g gạo tẻ, 4g bán hạ, 2g nhân sâm, 2g cam thảo. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên 1 ngày. 3. Lá tre chữa cảm cúm, sốt cao. Liều lượng: 16g lá tre, 16g kim ngân hoa, 12g cam thảo đất, 8g kinh giới, 8g bạc hà.
Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. Bón: lá tre trị co giật trẻ em. Liều lượng: 16g lá tre, 12g sinh địa, 12g mạch mon, 12g cao đằng, 12g lá vong, 10g chi tử, 8g cương tầm, 8g bạc hà. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 5. Lá tre dùng điều trị trong thời kỳ đang mọc sởi. Liều lượng: 12g lá tre, 16g xài đất, 16g kim ngân hoa, 12g mạch mon, 12g sa sâm, 12g cắt cân, 12g cam thảo đất. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 6. Lá tre trị hết thị đậu. Liều lượng: 8g lá tre, 8g liên kiều, 4g cắt cánh, 4g đạm đậu xị, 3g bạc hà, 3g chi tử, 3g cam thảo, 2 củ hành tâm. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 7. Lá tre chữa trị ho xỉn, trúng phong cấm khẩu. Liều lượng: lấy gừng sống đem giã và vắt lấy nước cốt vừa đủ 1 chén, rồi hòa với 1 chén nước cốt trúc diệp. Cách dùng: cho bệnh nhân uống dần. 8. Lá tre đánh bay cơn nấc. Liều lượng: 20g lá tre, 20g tinh tre, 20g gạo tẻ đã rang vàng, 30g thạch cao đã nướng đỏ, 8g bán hạ, 16g mạch mon đã bỏ lõi, 10g tai quả hồng, 800ml nước. Cách dùng: sắc xuống còn 300ml, 1 thang thuốc chia thành 2 lần uống trên ngày. 9. Lá tre chữa viêm bàng quang cấp tính. Liều lượng: 16g lá tre, 12g sinh địa, 12g mộc thông, 12g hoàng cầm, 6g cam thảo, 6g đằng tam thảo. Cách dùng: sắc uống 1 thang thuốc trên ngày. 10. Lá tre trị chứng miệng lưỡi lở loét. Liều lượng: 20g búp tre, 10g sinh địa, 10g mộc thông, 8g cam thảo. Cách dùng: sắc uống thay nước trong ngày. 11. Lá tre điều trị tiểu ra máu. Liều lượng: 20g lá tre, 20g mạch mon, 20g mã đề, 20g rễ cỏ tranh, 20g thả lại tía, 20g rau bắp, ngô, 700ml nước. Cách dùng: sắc xuống còn 300ml, 1 thang thuốc chia thành 2 lần uống trong ngày. 12. Lá tre điều trị bệnh viêm màng phổi có dịch tràng. Liều lượng: 20g lá tre, 20g thạch cao, 12g cỏ rễ dâu, 12g hạt rau đay, 12g hạt bìm bìm, 12g rễ cỏ tranh, 12g thổ phục linh, 12g bông mã đề, 600ml nước. Cách dùng: sắc xuống còn 200ml, uống hết 1 lần trước khi dùng bữa trưa khoảng 30 phút, sau đó thêm nước vào và sắc lần thứ 2 để uống trước bữa cơm chiều. Một số bài thuốc khác: nếu bị đau họng, bạn có thể lấy lá tre non 8g, lá dưa chuột 8g, giã nát, ngâm vào nước một lúc, lọc lấy nước trong mà ngậm uống. Xong lá tre giải cảm. Lá tre, lá cúc tần, lá bưởi, lá xả, mỗi thứ một nắm, cho vào nồi nước đang sôi, chờ cho sôi lại, đem ra xong cho ra mồ hôi, lau khô người, nằm nghỉ nơi kín gió. Nếu lá được rửa sạch, sẽ uống được cả nước. Uống khi còn nóng thì càng chống khỏi. Dùng cho người cảm lạnh, sốt, đau đầu, không ra mồ hôi. Nếu cảm nắng, da nóng, ra mồ hôi nhiều, khát nước, lấy lá tre 20g, hương nhu tía 15g, rau má tươi 15g, cỏ nhỏ nồi tươi 15g, lá sắn dây tươi 10g, sắc uống. Chảy máu chân răng, tạng nhiệt. Lá tre sắc đặc, ngậm trong miệng cho ngấm vào chân răng, kèm theo uống thuốc. Lá tre 20g, cỏ nhỏ nồi 15g, bạc hà 10g, sắc uống. Chốc lỡ: tre non tươi, giã miệng, đắp vào nơi tổn thương. Trước khi đắp, rửa sạch nơi tổn thương bằng nước bèo cái hoặc lá trầu không sắc đặc, cho hết máu mủ. Uống rượu bị nhức đầu: lấy tinh tre, lớp trắng mềm ngay dưới lớp da xanh cứng ở ngoài, 80g tươi hạt khô, tẩm gừng sao,
sắc với 300ml nước, bỏ bã. Đập 3 quả trứng gà vào nấu chín, ăn trứng và uống nước. Cơ thể suy nhược sau ốm dậy. Lá tre bánh tẻ 20g với trẻ em, hạt 60g với người lớn. Sắc uống ngày 3 lần, sáng, trưa, tối. Bị vấp ngã, vết thương sưng tím. Lá tre tươi 100g, sắc đặc, pha thêm 1 chén rượu, uống hàng ngày cho đến khi khỏi. Phụ nữ có thai không được uống. Khi toàn thân đau nhức thì nấu nước lá tre xong tắm và uống nước sắc nói trên. Đau dạ dày, nôn mửa nước chua, ợ hơi nóng. Tinh tre, sau gừng khô thơm 30g đến 50g, sắc uống ngày 2 đến 3 lần, uống nhiều lần trong ngày. Phụ nữ hành kinh kéo dài, tinh tre 120g, sao giòn, tán thành bột mịn, mỗi lần uống 12g với nước chín, ngày 2 lần. Trẻ em nôn mửa, tiêu chảy, tinh tre gừng sống, hắc hương mỗi thứ 4g, sắc lấy nước uống khi còn ấm. Ho có đờm, tinh tre sao thơm 30-50g, có thể cô đặc với mật ong, trẻ em dùng liều bằng 1/2 người lớn. Trẻ em non, trớ, ho có đờm, tre non tươi 15g, gừng tươi 5g, nướng, giã nát, cho 10ml nước chín, trộn đều vắt lấy nước cho uống nhiều lần trong ngày. Trẻ em sốt về đêm, nói nhảm, nước vòi mang tre non hòa với ít nước gừng, uống ngày 2 lần, mỗi lần 1/2 chén, con thìa yên. Sa tử cung, rễ tre rửa sạch, chặt đoạn ngắn, 500g, sắc đặc, lọc lấy nước, bỏ bã, ngâm rửa khi nước còn ấm. Chú ý, theo kinh nghiệm dân gian, nên chọn loại tre gai, cây nhỏ, mắt to, có rãnh dọc giữa các đót. Lá tre dùng khi còn cuộn tròn chưa mở ra, tươi hay khô nhưng dùng tươi tốt hơn. Tinh tre lấy ở tre vừa đủ lá, bỏ đót, cạo bỏ lớp xanh ngoài lấy tinh phơi, xanh là tốt. Qua bài thuốc này, hy vọng các bạn sẽ có thêm những kiến thức về cây thuốc ngay quanh mình. Nội dung bài viết tham khảo qua một số tài liệu về thuốc nam. Chúc bạn vui vẻ mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.